ok, hôm gà mình lần này mới hát, hôm gà mình hát nhạc trẻ, nhạc trữ tình mà hôm gà qua nhạc thiếu nhi, hôm nay hát là nhạc thiếu nhi nha các bạn ơi, tức là mình hát bài hai hoàng là con luôn, mời tất cả các bạn cũng như cùng lắng nghe và cho mèo một like và đăng ký kênh.